tình là biết khoảng 2 ngày rồi. Để cho ngày mai em giao đi. Ở tình này thôi. Mỗi tháng đi ăn một phê hoài ấy. Nhưng mà mỗi tháng một lần thôi là được rồi chứ nếu mà mỗi tuần mỗi ăn thì chết rồi. Hồi xưa đi ở Big Time of Bad Wolf, I went to every single one. Really? Qua đây xa quá. Lúc kia chắc là cũng gần, đi đâu cũng được. Đây, 30 phút chậm biết đâu cũng được. Ở đây thì là thật sự là chị là hơn lắm rồi đó, thật sự chạy mất. Cái distance của nó ok, nó không phải là nó... Ở đây nè, cái distance thì nó xa thôi nhưng mà được cái nó không có xe à. Không xe gì? Mà xe nó không có đông. Traffic out đương nhiên đông. Ồ, vậy là nó nothing. The test is nothing. Thì không á. Vậy, à, như ví dụ như cái giờ này đi, mà nếu mà ở Atlanta mà ra lễ á, là toàn bộ everybody ra lễ luôn, là đi bên đường đá đi. Rồi này nọ đó, họ vừa ra lễ là tiệc nào cũng đông hết á. Nhưng mà lễ thường thường nó bắt đầu khác giờ mà. Nhưng mà vòng vòng à, giống như nhà thờ bên đây 10 rưỡi, bên kia 11 rưỡi, rồi này là giống như cỡ đó. Là nhà hàng nào, giống như Mỹ hay là ai cũng vậy, chắc gia đình ra đi đâu cũng đông á. Mà traffic, oh my god, đi từ đây đến kia có 15 mile à, mà đi 40 phút. Mà nhà, bên đó thì nhà hàng ngon không? Oh, I need to take you to the Thai restaurant that I took Henry. Henry loved it. It's like it's Thai food on another level. Mà không có mắc. Bằng giá đây không? Yeah, bằng giá đây mà ngon. Thật có thể mắc hơn nhiều xíu không? No, bữa em với anh cũng kêu order nguyên con cá đó, nó cũng có 40 đồng à. Tại bà đó, bà đó cũng mấy cá nhỏ đúng không? Cá là cá nhỏ. When your mom, like if you and your mom over there, I'll take you to that Thai restaurant. Không ai biết hết. Không ai biết có nghĩa là không ngon. No, because only the local knows it. Đi rồi tay em, lấy đồ ăn. Xoay lên. Gia đình ven năm sáu anh em rồi. Mỗi anh em cái có vợ thì có con nữa đã sợ vợ. Actually the older generations he just happened to be the youngest one so he married him. But to us he's more like the like he's like my mom. But he's generation. In the middle, he's not really the old. Yeah, but younger, then he's like my mom generation, like ông bà có nhiều đứa con đó. Sáu anh em mà gì mấy anh của tất cả bảy người sao đã sống mấy anh của anh Ben thì cũng 50 mấy sắp mấy rồi không anh ô được sẽ chắc cũng gần năm mấy chưa không biết gần 50 tuổi thôi chưa tương hơn mà chỉ just early 40 thôi mấy năm trước thôi thì chỉ just 40 anh Đức hơn anh Vân 2 tuổi
like, but maybe early. Trưa này đi lấy về người ta tiếng gọi người tiền lắm đồ đi mình nào đồ ăn như vậy là phải đâu về à tại vì bà không có advertise nghĩ bà không có advertise mà đầu tiên thì sao là tội là như vậy nè chắc bây giờ người ta muốn chạm muốn đông muốn khu vực bạn người ta có cảm giác đó bạn muốn tự động bà đang đồ ăn thì không có đi ra đúng không thấy ông tìm như này chỉ có một mình mà chiều chiều có thể ở đông thôi còn thường ông buổi tối mình bây giờ con nhỏ mình buổi tối anh đừng thôi mà đâu cần bây giờ không tự sát rồi cũng có đâu quá để mình phải sát anyway nên vẫn anh đừng thôi mà thôi anh đừng thôi mình đến được khó thì bây giờ mà vẫn còn cho người đã mua được người ta mới ok nhà chơi cái cơ của mình á ai đâu qua đây tiếp thì cơ mình nó làm nó có lý do nào đó at the end of the day mình là người trẻ xếp ghế luôn ừ, mình có lửa đi không sao đâu, đi xin ghế lẻ đó.
dẻo. Thôi thì tí nữa tháo ra để lên xe của Harrison đi. Đúng rồi, thôi thì tí bận y phục rồi. Ừ. Ờ, em nhớ rồi, hình như chỉ có nghĩ không có cần đâu, ta nghĩ nó nằm hết xuống được á. Nó không được. Cái ở dưới á. Như nằm thường. Cái toilet roll thì nằm xuống được, nó phiêu dưới cái chân đằng sau okay. Thì nó flat. Còn cái ở dưới á, mỗi lần ba đi á, ta phải xách nguyên cái ghế bao nhiêu cũng ngoài ra đó. Damn. Tháo luôn cái ghế ra á. Ừ. Cái bên cũng vậy mà cái xe Toyota cũng phải tháo cái ghế ra thôi. Cái xe đồng roll là phải tháo ra, còn cái third roll á anh mới ấp nó xuống được. Rồi nếu mà cùng lắm lấy cái ghế anh để trong sau. À, có đổi xe cho Harrison cũng được, mình mượn xe Harrison đi đây dễ hơn không? Có strap không? Bình thường để sát lấy nhà có vẻ đèn đẹp đang đang lúc chờ để anh nhân nó không có tháo ra được, anh tháo ra anh cũng phải dùng ổ chuột qua theo sân giờ đúng không, thì để anh thử đó xem đang lúc chờ thời gian chờ có đoạn rồi chơi kêu xe Toyo cho được 10 năm. Chẳng kể ngon, chẳng kể nó làm really ngon. Phải là gọi là cái gì? Đã chỉ như là không biết sao. À, sweet and sour. Ừ, mãi nghĩ bà lấy cái chai nào. Chai nào sweet and sour đó. Bà bỏ nó. Trên thường lên nó xong rồi mình làm lấy cái sweet and sour sauce rồi chấm được ngon rồi. Air fryer ở nhà không xài được. Mình có mua cái air fryer mới. Rồi xong air fryer xong cái gì giòn á qua rồi đảo với cái xào đường á. Yeah. Đó ở nhà cắt bớt đi thôi. Mình biết ta cho nước này chấm cái nước sauce rồi nha. Không phải đó. Nhiều
chứ cần đâu, cho miếng nước. Right.
lúc đó mới ra nặng nó 100 mấy. Có gì ạ? 30 đồng luôn, vô mộng cái gì ạ? Có 30 đồng á, có quá nó không mất cao. Mình có mua cái loại ở xịn nữa luôn, có 3 mấy vậy, đất lên leo á. Cái nhà mình đang xài á, có 15 đồng á. Nhưng mà chiên hoài là nó chín, chiên thì nó chín hết mà nó lâu á. Mà để dành để cho chiên bánh pha cho em bà. Nếu mà mình muốn chiên như này là mua cái loại xịn nữa á, vẫn 31 mình chiên ở nhà luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay, phát sáng ngọt. Cái món này Việt Nam ăn được. Nhưng mà giữa mà nếu mà thôi luôn là cái hổ. Chứ no, we go out to eat a lot. Yeah. Actually we have to eat like 2-3 times a week. Mỗi lần mà có because you guys there, that's why we cook for you guys. Chứ ăn ở ngoài không có ngon, that's why we cook. And then that's why a lot of people mistake that we eat at home. We actually go out and eat a lot. Mama always cook at home. She doesn't like to go out. Mỗi lần đi ra ngoài, she always cook for me. Ra ngoài ăn nó cũng như họ nấu dở thôi mình, nhưng mà có một cái đỡ ngon. Mình không ăn không ngon gì đâu. Ra ngoài. She's okay cook, she's not that good. But she likes to cook at home. Ăn gia đình. Nên vậy giờ đứa nào cũng giàu á. Cái mặt
giờ thấy chỉ có một cái lát thôi. Thank you.